lên trời tìm cha. Ngày xưa, trời và đất chỉ cách nhau có mấy sải tay. Người trên trời và người dưới đất qua lại bằng một cái thang. Ngày nọ, hoàng tử Phong Sang Ga, con của vua trời, xuống trần gian. Chàng bắt gặp nàng Amala, xinh đẹp chăm chỉ, đang gieo mạ. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ thưa cha, xin cha đồng ý cho con được cưới nàng Amala dưới trần gian làm vợ ạ. Con trai vua trời cưới một người trần gian ư? Điều đó không thể chấp nhận được. Ta không thể đồng ý. Nếu con còn giữ ý nghĩ đó thì đừng trách ta ngăn cản đến cùng. Thì chúng ta hãy cùng trốn đi, đến một vùng đất xinh đẹp để sinh sống. Xin thần Hy và thần rừng hãy che chở cho chúng con. Vua trời nổi giận lôi đình, sai tướng Đại Bàng đi bắt hoàng tử về. Hoàng tử, ngài ở đâu rồi? Mây che thế này ta không thể trông thấy gì dưới hạ giới cả. Nhờ mây trời và cây rừng che chắn, vợ chồng hoàng tử đã trốn được đôi mắt sáng rực của Đại Bàng. Họ tìm đến một miền đất mới làm ăn sinh sống. Đại Bàng cứ mãi miết tìm từ năm này qua năm khác, mà mãi vẫn không thấy tâm tích hoàng tử đâu, cho đến một ngày nọ. Ôi, sao ở nơi hoang vắng thế này lại có khói bếp bay lên chứ? Ồ, thì ra hoàng tử ở đây, đã thế còn có ba đứa con lớn rồi. Hoàng tử Phong Sang Ga, xin hãy trở về trời với thần. Không, không, ta không đi đâu cả, thả ta ra, thả ta ra. Xin hoàng tử đừng làm khó thần, lệnh của vua trời đã ban ra, không ai có thể cưỡng lại được. Thả ta ra. Thả cha ta ra, Đại Bàng kia. Thả chồng cha, ta ra. Cha. Vua trời vẫn không quên chuyện xưa mà tha cho gia đình ta. Các con ơi, mẹ con mình lên trời tìm cha nhé. Làm thế nào để lên trời hả mẹ? Đến chỗ có thang lên trời, chúng ta sẽ lên được. Người trần gian thật to gan, ta sẽ không để các người tự do lên trời nữa đâu. Từ giờ, người trời và người trần gian không thể nào cùng sống với nhau được nữa. Vua trời còn sai Đại Bàng vươn đôi cánh khổng lồ hoặc tuôn các đám mây che giữa trời và đất. Mây tan đi bao nhiêu thì khoảng cách giữa trời và đất càng xa thêm bấy nhiêu. Các con ơi, tan đất rồi, trời đất cũng chỉ xa quá rồi, chúng ta không có cách nào để lên trời tìm cha được nữa. Vậy con sẽ đắp một ngọn núi thật cao, cao chạm trời luôn, khi đó mẹ con ta sẽ lên đón cha về. Mẹ hãy tin chúng con rất khỏe mạnh mà. Ôi, các con của mẹ, các con khôn lớn thật rồi. Cầu xin các thần linh phù hộ cho các con đắp được núi lên trời. Thế là ba anh em, mỗi người một việc, bắt tay vào đắp ngọn núi cao chọc trời. Anh cả khỏe mạnh nhất, tự mình vác những khối đất lớn. Anh hai có tài thuần hóa thú rừng, đã huấn luyện những chú trâu rừng hồ đất đến cho mình. Em ba có đôi tay khéo léo, có thể đào được những khối đất ở những nơi rắn chắc nhất. À, chuyện gì thế kia? Bọn chúng định đắp núi làm đường lên trời sao? Đừng mơ chứ. Đại Bàng đâu? Hãy quạt tung ngọn núi của chúng cho ta. Ba anh em của trần gian, hãy ra mà xem, chúng cũng các người tan thành mây khói này. Đại Bàng không cho chúng ta xây núi, chúng ta phải làm sao đây? Em đừng lo, giờ chúng ta sẽ làm nỏ bắn Đại Bàng. Em sẽ làm chiếc nỏ có thể bắn đi hàng nghìn mũi tên, Đại Bàng sẽ sợ quá mà bay về trời thôi. Anh ơi, bắn đi, tiến lên những mũi tên, hãy cho Đại Bàng biết sức mạnh của chúng ta đi. Chiếc nỏ của chúng ta đã đuổi được Đại Bàng bay về trời rồi các anh ơi. Hoàng hô, hoàng hô. Người hãy mau xuống trần gian trừng trị bọn người trần gian ấy cho ta. Thần xin tuân lệnh. Ta sẽ dẫm bẹp ngọn núi mà ba anh em ngươi vừa đắp lên. Lần này chúng ta có bắn nỏ cũng không làm gì được tướng voi rồi. Anh có kế này, các em hãy làm theo lời anh nha. Dạ. Sau khi nghe anh cả vạch kế hoạch, ba anh em chia thành ba hướng ra đi. Anh cả hút hết cả nước con sông lớn vào bụng. Tướng voi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Tướng voi, ngươi chạy đâu cho thoát, ta sẽ cho ngươi thấy người trần gian có thể làm được gì ngươi. Khi voi chạy vào rừng sâu trốn thì gặp anh hai, người có tài thuần hóa thú rừng. Voi ơi, chúng ta sẽ không giết voi đâu, vì voi với chúng ta không thù không oán,
chỉ vì vua trời muốn chia lìa cha mẹ ta mà các người phải bị tai họa. Tướng voi nghe những lời nói chân tình ấy thì vô cùng cảm động, xin ở lại hạ giới cùng ba anh em. Trong khi đó, ở trên trời, hoàng tử Phôn Sang Ga lúc nào cũng thương nhớ vợ con. Đêm đêm, chàng ra bờ sông Ngân nhìn về hạ giới khóc than thảm thiết. Nước mắt và lời than của chàng kết thành mưa bão, sấm chớp kéo dài hàng tháng, làm cho các loài vật không đi kiếm ăn được. Các loài vật cử đàn chim bay lên trời tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sao hoàng tử khóc than suốt ngày đêm như vậy? Ngài có biết ngài đang gây nên mưa bão, làm chúng tôi không thể đi kiếm ăn được không? Ôi, ta xin lỗi, nhưng ta nhớ thương vợ con ở hạ giới quá. Nghĩ đến họ là ta không thể ngừng khóc được. Hoàng tử đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp chàng đoàn tụ với vợ con. Đàn chim bèn kết thành tấm thảm lớn chở hoàng tử bay về hạ giới với vợ con. Ta về với ba mẹ con rồi đây. Cha về rồi. Ôi em mừng quá, gia đình mình đoàn tụ rồi. Khi cha thấy các con khỏe mạnh khôn lớn thế này, cha vui lắm. Xin cảm ơn đàn đã nuôi dạy các con rất tốt khi ta không ở đây. Giờ chỉ cần cả nhà ta bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn để giữ gìn cuộc sống yên vui này mãi mãi. Cảm động vì tình yêu thương và đoàn kết của cả nhà hoàng tử Phôn Sang Ga, vua trời đã chấp nhận và chúc phúc cho họ. Từ đó, tuy trời đất không bao giờ gần lại nữa, nhưng những người yêu thương nhau đều được sống hạnh phúc bên nhau. Sự tích bông hoa đại. Vậy là từ giờ mình đã có thể tự nhớ đường đi lấy củi được rồi. Tiếng gì ấy nhỉ? Trời ơi, một chú hô con bị sa chân xuống hố đây mà. Tội nghiệp chú mày quá. Hô con, để tao giúp mày lên nha. Đừng sợ, mày bị lạc mẹ phải không hưu con? Tội nghiệp mày quá. Hưu con à, chịu khó ở đây nha. Ngày mai ta sẽ lên đây với hưu. Nhớ đừng đi ra ngoài kẻo nguy hiểm đấy. Hưu con à, ăn cho mau lớn, để mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nha. Vậy là từ đó, cậu bé và hưu con thân thiết với nhau như đôi bạn thân. Mỗi hôm vào rừng lấy củi, cậu bé đến chơi và trò chuyện với hưu, hưu con mỗi ngày một lớn. Hưu con à, ăn cho mau chóng lớn, hưu mọc đôi sừng thật cao thật đẹp nhé. Mày có thấy dạo này thằng bé con tao mướn về lấy củi có biểu hiện gì lạ không? Dạ, thằng bé thường xuyên đi lấy củi sớm hơn. Nó không ăn cơm mà nắm mang đi đường ăn và còn hay nói mơ ạ. Nó nói thế nào? Dạ, nó hay nhắc đến con hưu con nào đó. Nào là ăn mau lớn, mọc đôi sừng gì đó. Hưu con ơi, hưu con, mau bắt lấy con hưu cho ta. Bắt lấy nó. Chạy nhanh đi, hưu con. Bọn chúng rơi xuống vực rồi ông ạ. Về thôi. Không. Không. Là mày ư? Hư con, cảm ơn mày nhé. Đã mấy hôm rồi ta không được gặp mẹ. Ta nhớ mẹ quá. Phải về thăm mẹ thôi hư con à. Mày đừng buồn nhé hưu con, rồi ta sẽ sớm quay trở lại. Khổ thân con tôi, mấy hôm rồi lão trọc phú sai người đến quanh đây dò tin tức của con đấy. Ở lại đây rất nguy hiểm, ngày mai cháu hãy theo chú đi. Chú sẽ tìm người giúp cháu ăn học nên người. Không, cháu không muốn xa mẹ, xa hưu con đâu. Con à, nếu con ở lại thì không yên với lão ta đâu. Con hãy vì mẹ mà đi đi con.
Nhân cần hưu con. Cháu yên tâm đi. Nhưng mà cháu đã hẹn với hưu con là sẽ sớm quay trở lại. Thôi mà cháu, hưu con rồi sẽ nhập được vào đàn của nó và dần quên cháu thôi. Nhiều năm sau. Ba ơi, hôm nay ba cho con đi thăm mộ ông bà và thăm cả con hưu con mà ba vẫn thường hay kể nha. Ừ, nhất định rồi con gái yêu. Đây là cái hang nơi hưu con đã cứu ba đó. Ba ơi, ở kia có một cái cây rất lạ, có hoa đẹp mà hình như có mùi rất thơm. Cái cây lạ lùng này ta chưa thấy bao giờ. Cành giống như những chiếc sừng hưu, lá to như tai hưu, lại có hoa thơm ngát. Đúng rồi đấy. Chúng tôi đi đốt than bao lâu nay đều vào hang này nghỉ và đã được chứng kiến một chuyện lạ lùng. Những năm về trước có một con hưu cứ đứng ở cửa hang này dõi mắt về phía xa như chờ đợi ai đó. Rồi già yếu, nó nằm chết ở đây, chính là chỗ lên cái cây này. Hưu ơi, ta xin lỗi. Ta muốn về sớm với hưu mà không được. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã gặp nhau. Từ đó về sau, người ta gọi cây hoa đó là hoa đại. Có người bảo chữ đại là từ chữ đợi, chờ đợi mà có. Bông hoa trắng muốt, một màu thủy chung. Những cánh hoa tròn như mắt hưu mở tròn to, để ngóng trông chờ đợi. Yêu thương người khác. Anh Luân ơi, làm gì mà gọi không thưa thế nhỉ? Anh làm gì mà em gọi mãi? Anh đang định lựa mấy cái áo sơ mi cho mấy ông anh ở quê, cuối tuần có dỗ mang về luôn. Ở quê quanh năm đồng ruộng, ai mặc áo sơ mi mà anh cho? Mua bánh kẹo là được mà. Bánh kẹo ăn một lúc là hết, chứ quần áo đồ đạc thì còn dùng mãi. Toàn đồ cũ mà ai cũng quý. Lần nào về quê anh cũng túi lớn túi bé, lại chả quý. Em đừng nghĩ thế. Người ở quê quý cái tình là chính, chứ giàu nghèo gì vài cái quần cái áo chứ. Thì đồ nhà mình toàn đồ tốt, rất biết giữ gìn, có cũ cũng vẫn còn xịn chán, ai chẳng thích. Về thôi, nhà mong lắm rồi. Con chào mẹ. Hai vợ chồng về sớm thế à? Sao lần nào về cũng mua bán tốn kém thế làm gì? Mẹ ở nhà có thiếu gì đâu. Con đã bảo rồi, mà nhà con cứ cố nhét thêm vào đấy ạ. Con nghỉ đi nha, mẹ ra vườn một lát. Dạ. Em à, mình sang nhà bác cả chơi đi. Đi mấy chục cây số em đang mệt muốn xỉu đây. Anh đi một mình đi. Hai vợ chồng sang chơi mới tình cảm chứ. Mình anh đi thì nói làm gì. Kệ anh, em ở nhà nghỉ, không đi đâu hết. Nào hai đứa, ra xem ngần này rau đã đủ chưa. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi không nắng. Rau con vào siêu thị mua cũng sẵn mà. Đã chắc sạch bằng rau của mẹ chưa? Con đi thịt gà đi, lát mẹ hầm sen cho con dâu tẩm bổ. Sao lúc nào mẹ cũng sai con thế? Con sắp làm ba rồi, con tị nạnh với nó à? Sao mẹ biết ạ? Đẻ ra 8 anh em chúng bay mà còn không biết thì ai biết. Thôi, tôi đi nhặt ít trứng cho cháu tôi hồng hào. Nhất em nha. Vợ chồng thằng cháu đích tôn đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Đây, nghe tin vợ chồng chúng bay về, bác đi lùng cả làng được con cá chép ngon tuyệt vời đây. Cho cháu xin. Con này trên thành phố, muốn mua cũng không có mà mua. Cho cháu dầu, chứ cho mày đau lưng. Dạ, cháu xin bác ạ. Bác chu đáo quá. Cố mà tẩm bổ cho vợ. Đấy, bà cháu phù hộ, nên mới lấy được dâu hiền đấy bác ạ. À, thằng tuổi vào đây. Chú Thím, cháu chào chú Thím ạ. Chào thế chứ có nhớ tên chú Thím không đấy? Cứ về nhà liên tục là nhớ hết cháu ạ. Hai cháu nó cũng bận rộn, các bác các chú thông cảm. Có gì đâu chị, các cháu về chơi là quý rồi.
có ít trứng với chuối nhà cho hai vợ chồng đây. Dạ, vợ chồng cháu xin chú. Anh chị bao giờ có em bé thì em về chơi, để Tuấn dẫn em đi thả diều nha. Thôi, vào nhà uống nước cho mát, đứng hết cả đây thế này. Anh à, các bác, chú thím sang cho mình bao nhiêu là quà, hỏi han quan tâm làm em cảm động quá. Họ hàng ở quê ai cũng thế em ạ. Cây nhà lá vườn thôi, cái gì ngon nhất, quý nhất cũng để phần lũ con cháu xa quê. Thế mà em cứ hay cằn nhằn anh, chỉ vì vài món đồ nho nhỏ, em tệ thật có phải không? Về quê dễ chịu thật đấy, mình vào đi. Em cảm ơn chồng nhiều lắm, cảm ơn anh đã cho em gia đình thứ hai. Điều không thể. Đàn cừu của ta ngày càng lớn, vụ này chắc sẽ thu hoạch lớn đây. Con vật bé nhỏ tội nghiệp, làm sao mà mày ra nông nỗi này? Sói con, đi nhặt quả bóng về đây nào. Mày mãi chơi quá đấy. Chào ông Jack. Chuẩn bị xén lông cừu chưa vậy? Một tuần nữa tôi sẽ đánh xe qua thu mua nhé. Ừ, sẵn sàng hết rồi. Năm nay trang trại tôi toàn lông cừu thượng hạng nhé. Tốt rồi. Tôi có nhầm không? Sao lại có một con sói ở kia? À, con sói con này, ngày trước khi tôi bắt gặp, nó bị thương khá nặng. Tôi không nỡ bỏ nó chết, giờ nó đã lành vết thương nên để nuôi luôn. Ồ, ông thật tốt bụng đấy chá tạ. Nhưng tôi nghĩ nên thả nó về rừng đi. Bản chất loài sói vốn hung dữ, không thích hợp để nuôi trong nhà đâu. Không lo đâu, con sói này tôi nuôi đã lâu và thuần hóa rồi. Nó còn giúp tôi trông giữ nhà cửa đấy. Năm nay xén lông cừu, nhất định phải nhờ cậu Bill đến giúp mới được. Một mình làm không xuể được. 1, 2, 3, 41, 42. Quái lạ, sao mình đếm đến lần thứ 3 rồi vẫn thiếu một con cừu nhỉ? 1, 2, 3, 39, 40. Không thể thế được, cứ mỗi ngày lại mất thêm một con cừu. Chắc chắn là có trộm rồi. Mình phải rình bắt bằng được tên trộm khốn kiếp này mới được. Đúng là có trộm thật rồi. Trời ơi, là con sói. Thật quá đáng. Mình mang nó về chăm sóc, nuôi nấng. Hóa ra đây là cách nó trả ơn mình đây. Đúng là sói vẫn hoàng sói. Đúng là lông cừu của nhà ông năm nay rất tốt. Mà lần trước tôi thấy ông nuôi một con sói mà, sao hôm nay không thấy nó đâu? Cậu nói đúng. Sói vốn là loại hung dữ và hoang dã, không thích hợp để nuôi trong nhà. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Làm việc thiện thì cũng tùy đối tượng. Thực tế cũng cho ông thấy đấy, bản chất của kẻ xấu thì khó mà thay đổi được. Đúng vậy, cũng may tôi đã phát hiện ra sớm, không thì cả đàn cừu của tôi lần lượt chui vào bụng nó hết. Làm theo lời thầy. Dân, hôm nay đi theo thầy, con hãy nhớ quan sát thật kỹ để mà học hỏi các kinh nghiệm khám bệnh nha. Dạ, con nhớ là thầy dặn rồi ạ. Con mới theo thầy học, may mắn lắm mới được thầy chỉ dạy tận tình. Con của tố chất, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, ta tin con sẽ sớm thành tài. Thôi, đến nhà người bệnh rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, chào thầy ạ. Vợ chồng nhà cháu mong thầy mãi. Sao, dạo này chị thấy trong người như thế nào? Ờ,
Dạ thưa thầy, nhà cháu thấy khó chịu, bứt rứt trong người, miệng thì đắng ngắt, họng thì đỏ rát, thực sự là rất khổ sở ạ. Sao lại thế được? Lần trước khám tình trạng của chị đã khá hơn rồi mà. Mạch đập nhanh quá, khí hỏa đang lấn át hết cả. Thế nào, mấy ngày qua chị nhà có uống đúng những thuốc nam an thai mà tôi đã đưa không? Dạ thưa thầy, có chứ ạ. Mỗi ngày nhà cháu đều sắc thuốc 2 lần, đúng như thầy ghi ạ. Thế còn ăn uống thì sao? Có kiêng những thức ăn, hoa quả, trái cây có tính hỏa mạnh không? Dạ thưa, rõ là nhà cháu chả ăn thứ gì nóng cả đâu ạ. Chắc chắn là có ăn mới ra nông nổi này. Tôi thấy lo ngại quá, đã dặn như vậy mà anh chị nhất nhất không nghe theo. Giờ động huyết động thai, phần bụng dưới rồi sẽ đau, tổn thương thai khí, mạnh có thể dẫn tới tử vong. Dạ, đúng là vợ con không... Điều trị bệnh mà không nghe theo lời thầy Lan thì rất khó. Thôi để tôi nói luôn, cách đây 2 canh giờ, chị nhà có ăn nhãn đúng không? Thầy, nhưng sao thầy lại biết ạ? Cái mạch của chị nhà nói lên tất cả. Dạ, thầy đúng là thần y, chứ không phải thường. Chỉ bắt mạch mà biết được người bệnh mới ăn gì nữa. Thế à, có đúng như vậy không? Dạ thưa... Dạ, lỗi là tại con thầy ạ. Mấy nay tự dưng trong người háo đồ ngọt quá. Đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy mình được ăn nhãn. Tỉnh dậy thèm quá, không cưỡng được. Nên con đã giục chồng đi mua. Lỗi là tại con. Thôi, để lần này tôi lấy thêm cho ít thuốc lá ăn thai, hàng tính. Nhưng nhớ từ sau không được ăn nữa. Thể trạng chị yếu, có khi hỏng cái thai ân hận cả đời đó. Dạ thưa, nhất định là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn này, tuyệt đối tuân thủ theo những lời dặn của thầy ạ. Cha cha, thầy giỏi quá, con thật ngưỡng mộ thầy. Tại sao bắt mạch mà thầy lại có thể biết được người ta vừa ăn gì, khiến cho cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải tâm phục khẩu phục như thế ạ? Con không biết đó thôi. Nhiều lúc người nhà bệnh nhân cố tình giấu giếm, nên ta phải dựa vào quan sát để mà đưa ra phán đoán cho họ tâm phục khẩu phục đấy. Nghĩa là sao ạ? Thì lúc mới bước vào nhà, ta đã để ý thấy có vài hạt nhãn lăn dưới gầm giường, lại có cả vỏ còn rất tươi nữa. Thậm chí ở dưới chiếu cũng có. Mùa này nhãn trái vụ nên rất hiếm và đắt, khá giả mới mua được. Và người chồng lại là người rất chiều và thương vợ, nên chắc chắn sẽ chiều theo vợ mà mua cho. Cha cha, những phán đoán của thầy thật là chuẩn xác làm sao. Khi đi khám bệnh, ngoài kiến thức chuyên môn, chúng ta cũng cần có sự quan sát tinh tế ngoại cảnh. Thì thoảng nó cũng có tác dụng nhất định nữa đấy. Cái này gọi là mẹo đấy con ạ. Dạ thưa vâng, con nhớ lời thầy rồi ạ. Mà thầy ơi, chiều nay con vẫn mang thuốc đến nhà anh Tư chứ ạ? Thầy tôi có dặn đem thuốc đến cho anh, tất cả là 3 đồng. Ôi, bài mà cậu đến đúng lúc. Thằng bé nhà tôi từ nhỏ bị gan, điều trị đã ổn định rồi. Mà từ sáng giờ nó cứ ôm bụng kêu đau, không biết cháu bị sao nữa, tôi lo quá. Ấy, tôi chỉ là học trò của thầy. Để tôi quá bộ về gọi thầy đến xem giúp cho nhà anh. Từ đây về nhà thầy Lan xa quá, thế thì muộn mất. Mà cháu đang đau quá, thầy giỏi thất học trò cũng giỏi. Cậu cứ vào thăm bệnh xem cháu bị làm sao. Có thế nào sau này gọi thầy Lan cũng không muộn mà. Mình cứ vào bắt mạch xem sao, biết đâu lại áp dụng được mẹo của thầy ban sáng. Được, anh dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu đi. Hôm nay bé nhà anh bị thế này là còn may đấy. Bệnh sơ gan của bé trầm trọng như thế mà nhà anh chị dám cho ăn thịt gà à? Lâu nay cháu có ăn thịt gà đâu. Anh chị còn lại cãi nữa à? Bệnh sơ gan kỵ nhất thịt gà. Anh chị có biết là sẽ bị tổn thương thực quản, lâu còn dẫn đến vỡ tĩnh mạch không? Tôi đâu có cho con ăn thức ăn ấy. Đúng ạ, mấy tháng nay đâu có ăn đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn là anh chị cho con ăn thịt gà, đừng có mà chối nữa. Chả phải đang treo cái chổi lông gà chỉnh ịnh ra đây, lại còn bảo thủ không nhận nữa chứ. Bực mình cho anh chị quá, cho con ăn thịt gà như thế, khác nào anh chị đang giết con mình. Mình ơi, hắn ta bảo chúng ta giết con. Đây thì thịt gà này, cậu lăng băm, chữa bệnh mà nói sằng nói xiên thế à? Ôi, đừng mà, ôi, đừng mà. Quái, sao giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Ôi trời ơi, dần, con làm sao thế? Con đi đưa thuốc. Nhà anh Tư có đứa bé đang đau bệnh, cứ bảo con khám luôn cho, con thấy có dấu hiệu sơ gan. Rồi sao? Nhớ lời thầy dặn, quan sát kỹ xung quanh,
để đưa ra phán đoán, con thấy có treo một cái chổi lông gà, liền phán bệnh nặng thêm vì cho ăn thịt gà, bệnh sơ gan kỵ thịt gà còn gì. Thế mà họ không nghe, lại còn đánh con nữa. Hey, ôi trời ơi, thầy dặn con quan sát tinh tế, mà con nhìn thế nào, cái cây chổi quét nhà của người ta lại đoán là cho ăn thịt gà chứ. Mai hôm nay, con bị đánh như vậy là nhẹ đấy, lần sau mà như thế, có khi còn mất mạng đó, nghe không? Còn chưa đủ kiến thức để khám bệnh, mà tự tiện khám là sai lầm lớn đầu tiên. Con biết không, khi khám cho thai phụ kia, thầy đã theo dõi tình trạng sức khỏe một thời gian rồi, hiểu được những thay đổi của cơ thể, chỉ có thể là do thức ăn, nên mới có thể đưa ra kết luận như thế để trấn an sự quanh co của họ. Còn con chưa biết gì về tình trạng bệnh nhân, mà lại bắt chước mẹo của thầy một cách máy móc, đã xét đoán hồ đồ, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. Nghề gì cũng phải cẩn trọng, nghề y của chúng ta càng phải cẩn trọng hơn, vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, không nên vì bất cứ lý do gì mà đưa ra những kết luận hồ đồ, con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, từ sau con xin khắc cốt ghi tâm lời của thầy ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.